Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt. Việt là đại diện kinh doanh của Saigon Ford. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua xe Ford hay tư vấn về xe Ford thì hãy liên hệ Việt qua số hotline Việt để góc trái màn hình để nhận được tư vấn, để nhận được báo giá và hỗ trợ một cách tốt nhất. Và chiếc Ford Explorer đứng ngay cạnh Việt đây đang có mức giảm giá lên tới 440 triệu đồng. Giá niêm yết ban đầu của chiếc xe này là 2 tỷ 439 triệu đồng. Sau khi giảm giá xong, giá niêm yết bây giờ chỉ là 1 tỷ 999 triệu đồng. Khoan hãy tưởng nhầm đây là một con món hời. Cái gì cũng sẽ có lý do của nó. Và cái lý do đầu tiên khiến chiếc xe này có cái mức giảm giá tốt như vậy, đó chính là toàn bộ tất cả những xe đang được bán ra tại đại lý ở Việt Nam là những xe sản xuất vào năm 2022. Và đó là những gì chúng ta phải chấp nhận khi chúng ta sở hữu những chiếc xe được nhập từ châu Âu hay nhập từ châu Mỹ, thường là sẽ bị chế khoảng từ 1 đến 2 VIN. Cái lý do thứ hai mà Ford quyết định giảm giá cho chiếc Explorer này, đó chính là vì các đối thủ cạnh tranh hiện đang có cái mức ưu đãi và giảm giá rất là tốt. Cụ thể như là Volkswagen Teramom X cũng như là Hyundai Palisade có cái mức giảm giá và cái giá bán hiện tại đang rất là tốt. Vậy nên Ford quyết định phải hạ thấp mức giá bán của chiếc xe này để có thể cạnh tranh với các đối thủ. Và lý do thứ ba, lý do cuối cùng, đó chính là đây là một cái động thái xả kho của Ford Việt Nam. Khi mà cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025 thì Ford sẽ cho ra cái mẫu Ford Explorer thế hệ mới, phiên bản facelift được nâng cấp giữa vòng đời, được nhập từ Mỹ về để thay thế cho cái mẫu hiện tại đang bán tại Việt Nam. Và với cái mức giá 1 tỷ 999 triệu đồng thì chúng ta sẽ được gì và mất gì khi sở hữu Ford Explorer vào năm 2024 này? Vậy thì mời quý vị và các bạn hãy cùng Việt tìm hiểu trong video này ngay bây giờ. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta được đó chính là một cái mức giá lăn bánh vô cùng hợp lý, chỉ khoảng hơn 2,2 tỷ đồng để có thể lăn bánh mẫu Explorer này. Và nó thấp hơn đâu đấy khoảng tầm 800 triệu so với thời điểm nó mới ra mắt vào khoảng đầu năm 2022. Cái thứ hai mà chúng ta sẽ được đó chính là chúng ta sẽ được sở hữu một chiếc SUV full size được nhập nguyên chiếc từ Mỹ với một cái kích thước và một cái vẻ bên ngoài nó rất là bề thế, đậm chất Mỹ. Mọi người có thể nhìn thấy tổng thể chiếc xe này với những cái đường cơ bắp rất là đậm chất một chiếc xe Mỹ. Đó, nhìn rất là khỏe khoắn, to. Và rất nhiều người Việt Nam mình khi mà mới nhìn vào chiếc Ford Explorer này thì hay so sánh và có một cái câu nói đùa là nó to như một chiếc khủng long đó mọi người. Và ngoài cái vẻ đẹp ở ngoại thất ra thì ở ngoại thất nó cũng sẽ được trang bị rất nhiều những cái công nghệ hiện đại. Đó, ví dụ như Việt có thể liệt kê ở phần đầu xe, đó chính là cái bộ đèn thông minh này, nó có thể tự động bật tắt, tự động pha cốt và hỗ trợ đánh lái chiếu sáng theo cái góc mà chúng ta đánh lái, cũng như là ở đầu xe nó sẽ được trang bị 4 cái cảm biến giúp hỗ trợ chúng ta đỗ xe dễ dàng hơn. Và ở đây cũng được trang bị camera 360 nằm trong cái gói công nghệ 360, cũng như là ở phía dưới này chúng ta sẽ được trang bị một cái radar. Cái radar này nó nằm trong cái gói công nghệ hỗ trợ lái Ford Co-Pilot 360. Nó sẽ có rất nhiều tính năng và chút xíu nữa đi vào trong xe thì Việt sẽ hỗ trợ, Việt chia sẻ đến mọi người những cái tính năng mà chiếc xe này được có. Đó. Và ở cái phần đầu xe này, cái nắp capo của chiếc xe này cũng rất là đặc biệt. Nó không phải là bằng tôn thông thường mà nó sử dụng hợp kim nhôm. Và đây Việt sẽ mở cái nắp capo ra cho mọi người thấy. Sẽ không có bất cứ một cái lẫy nào để chúng ta mở nắp capo này cả. Và lẫy nó sẽ nằm ở phía trong xe, chúng ta gạt hai lần và chúng ta ra phía xe chúng ta nhấc lên thôi. Đó, cái nắp capo nó sử dụng hợp kim nhôm cho nên là nó rất là nhẹ. Và ở phía dưới cái nắp capo này chúng ta sẽ được một cái nữa là chúng ta sẽ được sở hữu một cái khối động cơ 2.3 EcoBoost. Nó sản sinh công suất lên tới 300 mã lực và mô men xoắn cực đại lên tới 420 Nm. Và cái động cơ này mọi người biết sao không? Nó được sử dụng chung với chiếc Mustang. Tức là chiếc xe Ford Explorer này nó được sử dụng động cơ của một chiếc xe thể thao, một chiếc xe hiệu năng cao đến từ nhà Ford. Và có một điểm rất là đặc biệt mà mọi người có thể quan sát thấy ở trong phần động cơ, đó chính là động cơ của chiếc xe này được đặt dọc. Và cái tỷ lệ truyền của chiếc xe này nó sẽ được phân bố ra cầu sau khoảng 70% và cầu trước nó khoảng 30%, giúp cho những cái pha bứt tốc nó trở nên nhanh gọn hơn, nhanh lẹ hơn. Và hệ dẫn động của chiếc xe này là 4 bánh toàn thời gian, nên là chúng ta sẽ có những cái pha ôm cua hay là khi chúng ta di chuyển trên những quãng đường xấu nó trở nên rất là dễ dàng. Và ở đây cũng được trang bị một cái thanh cân bằng, đó giúp chiếc xe nó ổn định thân xe khi chúng ta bước vào cua hay đi vào những cái cung đường xấu. Đó, mọi người có thể quan sát thấy ở đây một cái khoang động cơ được bố trí rất là thông minh và rất là khoa học của một chiếc xe được nhập nguyên chiếc từ Mỹ. Thực tế thì Việt đã có một video review rất là chi tiết về chiếc xe này rồi, Việt sẽ để đường link ở phía bên trên để mọi người có thể xem lại, mọi người có thể tham khảo lại.
Nếu như mọi người muốn biết chi tiết hơn về cặn kẽ từng góc một của chiếc xe này, ở trong video này thì Việt sẽ chỉ điểm nhanh qua những cái tính năng nổi trội của chiếc xe Ford Explorer này thôi. Và ngoài ra Việt sẽ điểm qua một số những cái phần khác ở ngoại thất nữa. Ở phần ngoại thất thì chúng ta sẽ có một số những cái điểm nổi trội khác nữa. Ví dụ như cái bộ mâm 20 inch được mạ sáng bóng. Nó không hẳn là mạ sáng bóng kiểu như chrome, mà nó sẽ mạ kiểu hơi bạc bạc. Nó giống như kiểu trang sức bạc đó mọi người. Nó không phải là kiểu bóng soi gương nữa đâu, mà nó sẽ kiểu như thế này. Nhìn nó cũng khá là hay. Và cái size lốp này nó cũng rất là dày và lớn. Khi lốp Michelin, chúng ta có thể có những cái trải nghiệm êm ái với cái bộ lốp này. Đó. Rồi là chiếc xe thì được trang bị cái bộ chìa khóa thông minh. Chúng ta có thể khóa cửa không chạm, chúng ta có thể mở cửa, khóa cửa không cần chìa khóa. Đó, chúng ta chỉ cần để chìa khóa ở trong túi thôi. Chúng ta mở cửa bằng cách là đưa tay vào trong, đó là cửa xe đã mở. Ngoài ra thì cái bộ chìa khóa này còn cho phép chúng ta có thể khởi động chiếc xe từ xa. Khi mà xe chúng ta đậu ngoài trời nắng quá lâu, nhiệt độ trong xe nóng lên vì hiệu ứng nhà kính, thì chúng ta có thể khởi động xe lên trước để cho nó mát, rồi chúng ta lên xe sau, chúng ta di chuyển sau. Việt sẽ thao tác thử cho mọi người xem. Đó, chiếc xe đã để nổ. Và nếu như muốn tắt thì chúng ta cũng có thể tắt trực tiếp ở trên những chìa khóa này. Đó là đã tắt. Rất là tiện lợi, và cái tính năng này thực sự là nó rất hữu ích cho cái thị trường Việt Nam. Một cái thị trường mà nó rất là nóng, chúng ta cần phải máy lạnh nó mát trước khi mà chúng ta lên xe thì chúng ta sẽ thấy nó dễ chịu hơn. Rồi, mời mọi người tiếp đến ra cái phần phần sau này. Những cái phần về mặt thiết kế ngoại thất thì Việt chắc sẽ xin phép không bàn đến quá nhiều ở cái video này. Việt sẽ chỉ điểm qua những cái tính năng hay ho thôi. Ở phần nội thất thì chúng ta sẽ có cốp được mở điện. Đó, chúng ta có thể ấn trực tiếp ở trên này, hoặc chúng ta sử dụng chìa khóa để chúng ta đóng hoặc mở cốp. Đây, ở trong cái hàng ghế thứ ba thì chúng ta có thể gập bằng điện. Nó sẽ có những cái nút bấm vào đây. Đó, chúng ta có thể đóng đơn lẻ từng ghế hoặc đóng một lần cả hai ghế như thế này. Đó, tùy theo. Đây, còn cốp thì có thể dùng chìa khóa để đóng. Đó, những cái tính năng nó rất là tiện lợi. Và đương nhiên là nó sẽ có chống kẹt rồi mọi người. Đó, rất là nhẹ thôi, sờ tay vào thôi là nó đã chống kẹt rồi. Đó, muốn đóng lại thì chúng ta sẽ ấn trực tiếp ở đây cũng được. Rất tiếc là ở cái phiên bản mà sản xuất vào năm 2022 thì nó đã bị cắt đi một cái tính năng. Đó chính là tính năng đá cốp. Tính năng đá cốp nó sẽ không được trang bị ở trên chiếc xe này. Nhưng mà Việt nghĩ cái đấy nó cũng sẽ không quá ảnh hưởng nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng xe của chúng ta đâu. Cái điểm thứ ba mà chúng ta sẽ được, đó chính là chúng ta sẽ được sở hữu một cái khoang nội thất vô cùng rộng rãi và rất nhiều những cái tiện nghi, những cái trang bị hiện đại. Đây, Việt vừa leo lên xe, mọi người có thể quan sát đấy là chúng ta sẽ có một cái vị trí lái này cực kỳ là rộng rãi, và cái tầm quan sát nó rất là lớn. Cảm giác như chúng ta đang lọt thỏm ở trong một cái không gian của một chiếc xe nó to, rất là to vậy. Đó, và chiếc xe này thì được trang bị tới 3 vị trí ghế lái. Khi mà Việt ấn chìa khóa lên đấy, vô lăng và ghế, nó sẽ nhớ theo cái vị trí setup của chúng ta. Nó có 3 vị trí chúng ta có thể setup. Ví dụ như là chúng ta có tài xế thì để tài xế một vị trí, ông chủ một vị trí, và ví dụ như là vợ hay là con có sử dụng xe thì chúng ta sẽ để một vị trí khác, để khi mà chúng ta mới lên xe chúng ta cài theo cái vị trí chúng ta mong muốn thì không bao giờ chúng ta phải setup lại cái phần này cả. Nó sẽ gây phiền toái. Đó, cái này Việt thấy là một cái tính năng rất là tiện lợi ở trên những cái xe sang. Đó, và những cái công nghệ hiện đại mà được trang bị hỗ trợ lái như Việt có chia sẻ hồi nãy là cái gói công nghệ hỗ trợ lái Ford Copilot 360 rất là hiện đại. Chúng ta có tính năng ví dụ như là ga tự động có giữ khoảng cách, đó, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp khi mà ví dụ như xe chúng ta đang đi mà có những cái xe nó cắt ngang qua, hay là người đi bộ, hay là những cái xe máy xe đạp cắt ngang qua, chúng ta chưa kịp chúng ta thao tác vào chân phanh thì chiếc xe này nó sẽ hỗ trợ nó phanh lại giúp chúng ta để giảm thiểu cái va chạm, giảm thiểu rồi nha mọi người. Rồi nó có tính năng nữa là nó sẽ hỗ trợ đánh lái tránh va chạm. Ví dụ như là nó thấy chúng ta, thay vì chúng ta phanh lại mà chúng ta đánh lái, thì nó sẽ hỗ trợ thêm một cái lực nữa để làm sao mà né được cái cú va chạm đó hoàn toàn. Rồi nó sẽ nắn lại chúng ta để tiếp tục đi thẳng trên cái quãng đường đó. Những cái tính năng hỗ trợ lái của xe Ford thì Việt đánh giá rất là cao từ xưa đến nay. Tại vì sao? Tại vì Ford ngày xưa đã từng sở hữu Volvo. Volvo thì mọi người biết rồi, là một trong những cái hãng xe mà nổi tiếng nhất thế giới về cái độ an toàn. Cho nên trong cái quãng thời gian Ford sở hữu Volvo thì họ cũng thừa hưởng được rất nhiều những công nghệ từ cái hãng xe Thụy Điển đó. Ví dụ như cái loại thép mà được sử dụng chế tạo ở những cái trụ A, trụ B, những cái vị trí quan trọng hay là những cái thanh gia cường ở trên cánh cửa thì được sử dụng chung thép với cả xe Volvo, đó chính là cái loại thép boron.
Việt đã nhắc rất nhiều ở trong những cái video của Việt rồi. Đó là một cái loại thép siêu bền, siêu cứng, được sử dụng trong công nghệ chế tạo tàu vũ trụ của NASA. Đó cũng như là cái công nghệ hỗ trợ lái an toàn như này cũng được thừa hưởng rất nhiều từ Volvo. Cho nên là Việt đánh giá rất là cao những cái tính năng an toàn mà chiếc xe này được trang bị. Đó, ngoài ra các tiện nghi có thể kể đến, ví dụ như ở hàng ghế trước thì chúng ta sẽ được trang bị điều hòa độc lập hai vùng trái phải. Ghế thì chúng ta có tính năng làm mát, sưởi ấm, sưởi vô lăng. Ở ghế sau thì chúng ta sẽ có tính năng sưởi ghế. Rồi chúng ta sẽ có sạc không dây ở đây. Cần số thì là dạng cần số điện tử. Hộp số này sẽ được trang bị là hộp số 10 cấp. Đó, rất tiếc là sẽ không có cái lẫy chuyển số ở phía sau vô lăng. Nhưng mà mọi người tin Việt đi, cầm lái chiếc xe này thực sự là nó có một cái cảm giác lái rất là thể thao. Nhiều khi chúng ta quên đi là chúng ta cần phải cái lẫy chuyển số luôn mọi người. Hộp số 10 cấp này nó thực hiện sang số rất là nhanh gọn lẹ. Mỗi lần chúng ta đạp ga, thốc ga để chúng ta vượt xe hay là chúng ta cần những cái pha tăng tốc, nó dồn số về rất là nhanh. Cho nên Việt nghĩ cái lẫy chuyển số nó cũng không quá cần thiết ở trên chiếc xe này. Cái điểm Việt chê nhất ở trong phần nội thất có lẽ đó chính là cái màn hình giải trí trung tâm ở đây. Cái màn hình giải trí trung tâm này nó chỉ có 8 inch, nó hơi nhỏ. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ đầy đủ tính năng, ví dụ như là kết nối Apple CarPlay, kết nối Android Auto, chúng ta có thể ra lệnh bằng giọng nói, chúng ta có thể kết nối Bluetooth để nghe nhạc, nó có định vị toàn cầu để chúng ta xem đường, vân vân, cũng nói chung là cũng đầy đủ tính năng. Và camera 360 độ đây, Việt sẽ mở lên cho mọi người xem. Đó, nó cũng sẽ mô phỏng 2D chúng ta nhìn xung quanh xe. Đó, nói chung là nó cũng đầy đủ tính năng thôi. Nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì một cái màn hình nhỏ như thế này so với một chiếc xe full size như thế này thì nó là chưa hợp lý lắm. Mong là nó sẽ có những cải thiện ở trên những cái phiên bản sau. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có là cửa sổ trời tận cảnh panorama ở đây, cũng rất là to. Đó, chúng ta có thể mở ra là ví dụ như là cùng gia đình đi chơi ở trên những cái cung đường ngoại thành thì chúng ta có thể mở cửa sổ trời ra để tận hưởng khí trời. Rồi là xe cũng được trang bị 10 loa B&O, nó mang lại một cái trải nghiệm âm thanh và một cái trải nghiệm nghe nhạc rất là sống động và cực kỳ là sang trọng. Rồi ngoài ra thì những cái tiện nghi khác của những chiếc xe Việt không muốn kể đến nhiều, tại vì thực ra nó cũng quá nhiều. Ví dụ như là phanh điện tử auto hold này kia nó nhiều quá nên là chắc là sẽ không liệt kê hết đâu. Mọi người nếu như chúng ta cần tìm hiểu kỹ về cái xe này thì Việt sẽ để cái đường link ở phía trên cho mọi người tìm hiểu lại. Rồi cùng đi ra hàng ghế phía sau. Ở hàng ghế sau thì chúng ta sẽ có một cái không gian đủ rộng rãi để cho 3 người ngồi. Tuy nhiên sẽ có một cái điểm Việt hơi chê ở cái hàng ghế sau, đó chính là cái cách phân bổ ghế theo tỷ lệ 35-30-35. Nó sẽ không hợp lý lắm nếu như chúng ta sử dụng 2 người ngồi sau. Việt thích cái cách phân bổ 40-60 hơn. Nó sẽ là một băng dài và một băng ngắn như thế này. Thì khi ngồi 2 người ấy, thì cả 2 người ngồi ở bên này sẽ đều thoải mái. Còn nếu như theo cái cách phân bố tỷ lệ ghế như thế này thì hai người ngồi bao giờ chúng ta sẽ cảm thấy cấn cấn ở tay, ở vai thì nó sẽ hơi khó chịu. Còn nếu ngồi 3 người thì ok, nếu ngồi 3 người thì phân bổ kiểu này nó sẽ rất công bằng cho tất cả mọi người. Ở đây thì chúng ta sẽ vẫn có một cái bệ tì tay đó để khi mà đi đường dài để nước hay là chúng ta nghỉ ngơi. Ở phía sau thì cũng sẽ có được trang bị một cái núm chỉnh gió điều hòa độc lập. Đó, tức là chiếc xe này được trang bị tới điều hòa tự động độc lập 3 vùng trái, phải và phía đằng sau. Ở đây sẽ có hai cái màn hình giải trí để chúng ta kết nối điện thoại, chúng ta nghe nhạc. Ở đây có vị trí cắm tai nghe này để chúng ta có thể nghe nhạc. Đó, rồi đèn đọc sách cho từng vị trí ghế ngồi. Cửa gió điều hòa thì nằm ở phía trên, nó rất là hợp lý rồi. Cửa gió điều hòa với thích nó để ở phía trên hơn là phía dưới nhá, tại vì khí lạnh nó sẽ nặng hơn và nó sẽ chìm xuống. Còn nếu như để phía thấp như này thì chỉ mát được chân thôi, ở phía bên trên nó sẽ hơi nóng. Và nhất là đối với những chiếc xe mà nó có cửa sổ trời nó lớn như thế này thì cửa gió điều hòa nó nên để ở phía trên. Rồi mời mọi người ra hàng ghế thứ ba để chúng ta cùng trải nghiệm xem ngồi ở hàng ghế thứ ba nó có rộng rãi, nó thoải mái hay không. Để bước vào hàng ghế thứ ba thì Ford Explorer cũng thiết kế rất là thông minh. Người ngồi ở phía sau muốn ra hay người ngồi phía ngoài muốn vào cũng rất là dễ bằng một cái lẫy ở phía trên này. Chúng ta chỉ cần giật cái lẫy này, đó là cái ghế này nó ngả xuống và chúng ta có thể trượt cái này lên. Đó, chúng ta bước vào trong, nó sẽ tạo ra một cái không gian ở đây để chúng ta bước vào trong khá là thoải mái. Việt sẽ bước vào cho mọi người xem. Đó, khi bước vào rồi, chúng ta ngồi được rồi thì chúng ta sẽ lấy tay chúng ta kéo cái này lại. Đó, rồi chúng ta kéo cái này lùi lại. Thế thì mọi người sẽ hỏi là hàng ghế thứ ba ngồi có thoải mái hay không. Thực ra nếu như nói thoải mái thì đang nói dối. Nó sẽ đủ thoải mái ở cái mức là chấp nhận ngồi quãng đường ngắn khoảng tầm dưới 100 cây được. Nhưng nếu đi xa quá, nếu đi đường dài quá thì ngồi nó sẽ thực sự là nó hơi bị bó cái đùi đối với những người cao như Việt. Còn đối với những người mà dưới 1m7 thì Việt nghĩ ok. Đó, Việt ngồi thử cho mọi người xem. Cái độ ngả lưng ở mức vừa phải. Nói chung khoảng sáng đầu thì ok.
Còn dẫn đầu thì khá là ok, chỉ có cái là cái chân nó sẽ hơi bị bó nếu như cái ghế này trượt thẳng ra sau nhá. Còn nếu như ghế này mà để như thế này thì ngồi vẫn rất là rộng rãi, đầu gối vẫn đang còn dư. Ở phía sau này chúng ta sẽ được trang bị những cái vị trí để ly, cửa gió điều hòa riêng và đèn đọc sách. Đó, cũng khá đầy đủ. Và đó là những chia sẻ của Việt về những cái lý do mà chúng ta có nên sở hữu, nên mua chiếc Ford Explorer này vào năm thời điểm năm 2024 hay không. Và tổng kết lại, theo quan điểm của Việt thì chúng ta chiếc xe này vẫn rất đáng mua. Thứ nhất là đang có một mức giá bán, mức khuyến mãi rất là hợp lý để lăn bánh chiếc xe này chỉ ở mức hơn 2,2 tỷ đồng. Chúng ta sẽ có 4 lựa chọn về màu sắc: màu trắng, màu đen, màu xanh và màu đỏ. Cái điểm thứ hai đó chính là chúng ta sẽ được sở hữu một chiếc SUV full size được nhập nguyên chiếc từ Mỹ với những cái trang bị ngoại thất nó rất là to, nó rất là đẹp và nó rất là hầm hố, đậm chất một chiếc xe SUV phong cách Mỹ. Cái điểm thứ ba đó chính là chúng ta sẽ được sở hữu một cái khoang nội thất rất là to, rất là đẹp và những cái công nghệ hỗ trợ lái an toàn rất là tiên tiến, hiện đại, cao cấp, cái độ tin cậy cực kỳ cao và một cái cảm giác vận hành của cái động cơ xe thể thao, động cơ của Mustang, động cơ EcoBoost 2.3 lít với công suất cực đại là 300 mã lực, cũng như là cái moment xoắn cực đại của nó là 420 Nm. Đó, một con số rất là đáng mơ ước của cá nhân ông. Và nếu như quý vị bạn cần tư vấn kỹ hơn về chiếc xe này, chúng ta cần thêm bất cứ thông tin nào thì hãy liên hệ Việt qua số hotline Việt để dưới góc trái màn hình để nhận được tư vấn, để nhận được hỗ trợ và báo giá một cách tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo.